Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Mộc Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, công tác lập lại trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Mộc Châu, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh. Thị trấn Mộc Châu là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện Mộc Châu. Thương mại dịch vụ phát triển, tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp. Mặc dù công tác quản lý trật tự đô thị đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán vẫn tái diễn. Trong năm 2024, thị trấn xác định công tác lập lại trật tự và chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng văn minh đô thị. Trong năm 2024, chúng tôi đã lập kế hoạch các đợt theo từng tháng, từng quý để triển khai và quyết tâm lập lại trật tự đô thị, mỹ quan đô thị trên địa bàn của thị trấn. Để công tác chỉnh trang lập lại trật tự đô thị được thực hiện đồng bộ, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể từ thị trấn đến tổ dân phố đã và đang nỗ lực vào cuộc với quyết tâm cao. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, triển khai cho các tổ dân phố ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. Thôi được các cán bộ của thị trấn xuống tuyên truyền thì chúng tôi xin cam kết là sẽ chuyển hết các biển dọc biển vẫy sang biển ngang và cũng cam kết là không lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để cho Mộc Châu ngày càng phát triển và ngày càng tốt đẹp hơn. Trong mỗi đợt ra quân cao điểm, thị trấn Mộc Châu đã đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tại các điểm nóng, khu vực tập trung dân cư như chợ trung tâm, chợ bảo tàng và các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng. Việc ra quân siết chặt kỷ cương lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian qua đã tạo được sự thay đổi rõ nét về diện mạo đô thị trên địa bàn thị trấn. Tuy nhiên, cùng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng thị trấn Mộc Châu xứng tầm là đô thị trung tâm của thị xã trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Mộc Châu đã có nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, qua đó góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, Đoàn Thanh niên huyện Mộc Châu đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các mặt công tác đoàn. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, được các cấp bộ đoàn trong huyện triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, như tổ chức Ngày hội Thanh niên với pháp luật với thanh niên, các hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông qua trang mạng xã hội. Qua đó hình thành trong lớp lớp thanh niên Mộc Châu giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe và nhiệt huyết, hăng hái xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Công tác xây dựng đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm sóc giáo dục thiếu nhi, xây dựng đội thiếu niên tiền phong và tham gia xây dựng đảng thường xuyên được chú trọng đẩy mạnh. Sinh hoạt chi đoàn tại các bản vùng sâu vùng xa, vùng có đông thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo từng bước được nâng lên. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội tăng hàng năm. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên. Nhiều công trình phần việc mang ý nghĩa thiết thực như thăm tặng quà gia đình chính sách, dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn, tổ chức các hoạt động về nguồn. Khi được tham gia buổi ngoại khóa tại khu di tích lịch sử Đồn Mộc Lị là một trong những khu di tích lịch sử của Mộc Châu, và đến với nơi đây thì
Giống như bao nhiêu những người khác thì tôi cảm thấy mình như được tìm về với cội nguồn và càng cảm thấy tự hào hơn về niềm dân tộc. Từ đó càng thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ đó là phải luôn bảo tồn, lưu giữ những giá trị lịch sử để những giá trị này không bị mai một đi và để cho các thế hệ tương lai về sau sẽ luôn cảm thấy tự hào hơn về những chiến thắng lẫy lừng mà cha ông ta đã đạt được. Trong năm, huyện đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào như phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xung kích xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức các chương trình hành động hỗ trợ thanh niên như đồng hành với thanh niên trong học tập, thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các bộ đoàn trong huyện đã tập trung xây dựng các phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế. Hàng năm đã đứng ra tín chấp cho thanh niên nông thôn vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên phát triển kinh tế. Từ khi mình làm cái này thì là thấy thị trường đáp ứng cũng rất tốt và bà con cũng hưởng ứng cái sản phẩm này và phản hồi chất lượng cũng đánh giá là tương đối cao. Có một sản phẩm gọi là đông trùng hạ thảo tươi, là khi mình nuôi đến ngày thu hoạch thì mình sẽ xuất bán cho khách hàng. Cái sản phẩm thứ hai là đông trùng hạ thảo ngâm mật ong và một sản phẩm nữa là đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa. Phát huy sức trẻ, sự năng động sáng tạo, nhiều đoàn viên thanh niên đã tận dụng tiềm năng lợi thế của địa phương để xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả. Nhiều trang trại cây ăn quả, chăn nuôi hay những mô hình du lịch do thanh niên làm chủ đã được hình thành. Với khát vọng làm giàu và bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ đã trở thành các ông chủ trẻ lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Mộc Châu là các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, đã xã hội hóa nguồn lực và sự huy động đóng góp ngày công của đoàn viên thanh niên tham gia triển khai 45 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tổ chức trao tặng 6 nhà nhân ái cho hộ nghèo, 4 sân chơi cho em, 2 vườn cây sinh kế, 4.000 cây giống, 3 mô hình camera an ninh khu dân cư, 3 hàng cây thanh niên và tặng hơn 2.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, thiếu nhi là học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị huy động 1,5 tỷ đồng. Gia đình em cũng nghèo và đã được nhà nước, ban chỉ huy đoàn giúp đỡ em. Và hôm nay em rất vui và đã được xây được ngôi nhà này. Và em rất cảm ơn. Năm 2023 là năm tuổi trẻ Mộc Châu tiên phong chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tham gia tuyên truyền chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đoàn. Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản định danh điện tử. Chỉ đạo 15 trên 15 đoàn xã thị trấn thành lập 15 đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ với sự tham gia của 750 đoàn viên thanh niên và thành lập 15 đội hình tình nguyện lưu động đến các bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân cài đặt định danh điện tử. Phối hợp cùng đoàn công an huyện ra quân hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử với 2 đợt cao điểm. Qua đó đã hỗ trợ nhân dân đăng ký được 22.603 tài khoản mức độ 1 và đã hỗ trợ kích hoạt thành công gần 17.000 tài khoản định danh điện tử. Chúng tôi có rất nhiều các cái giải pháp để khắc phục những khó khăn. Thứ nhất đó là về phối hợp với lại chính quyền địa phương, sự đồng bộ của Ủy ban nhân dân xã vận động bà con, tuyên truyền vận động bà con về cái lợi ích sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng như cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đến từng nhà, từng bản, tiểu khu để tuyên truyền vận động và cũng như tìm hiểu về cái điều kiện khó khăn của bà con để có cách khắc phục. Đoàn các cấp cũng tích cực vận động đoàn viên thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương nhằm cụ thể hóa phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã phối hợp với đoàn công an huyện tổ chức hành trình tháng 3 biên giới năm 2023
tại xã biên giới Triềng Khừa. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Mộc Châu và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 và trao 165 suất quà trị giá 35 triệu đồng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ tuyển quân. Là thế hệ thanh niên được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thống nhất giữa chế độ xã hội chủ nghĩa mà các thế hệ cha ông ta đã phải chịu biết bao nhiêu hy sinh mất mát, đổ biết bao xương máu để giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc, nhận thức và trân trọng nền độc lập tự do mà chúng ta đang được hưởng trong từng hơi thở, nhịp sống của sức trẻ hôm nay. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong huyện cũng đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Nhiều phong trào hoạt động hiệu quả được triển khai, như triển khai 3 mô hình mới trong công tác đội, gồm hòm thư điều em muốn nói, mô hình tư vấn hướng nghiệp cho đội viên lớn, mô hình chúng em khám phá Mộc Châu qua ô cửa sổ. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cho đoàn viên thanh niên cũng được chú trọng thực hiện gắn với các ngày lễ lớn. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho đội viên, thiếu niên nhi đồng được học tập rèn luyện cả về kiến thức, đạo đức, nhân cách để phát triển toàn diện. Công tác quốc tế thanh niên được quan tâm triển khai hiệu quả. Trong năm, huyện đoàn đã tổ chức thành công cuộc thi tài năng Anh ngữ năm 2023 với 45 thí sinh tham gia. Mở 4 lớp tiếng Anh cộng đồng cho 232 học viên. Qua các hoạt động đã giúp học viên được nâng cao năng lực ngoại ngữ, đồng thời rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác. Trong những năm qua, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, với mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn. Việc gặp gỡ đối thoại với thanh niên là việc làm thường xuyên được Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức. Qua đó có nhiều ý kiến của thanh niên được đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện về nhiều vấn đề, lĩnh vực mà thanh niên và cả xã hội đang quan tâm, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vốn vay cho thanh niên lập thân khởi nghiệp, chính sách về xây dựng các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh niên, chính sách khuyến học, thu hút nhân tài, chính sách hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin lành mạnh, hữu ích và giải pháp ngăn chặn thanh niên vi phạm pháp luật. Năm 2024, huyện đoàn Mộc Châu sẽ tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác, mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn hướng nghiệp. Trong năm 2024, chúng tôi xác định chủ đề hoạt động công tác năm đó là tuổi trẻ Mộc Châu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chính vì thế mà Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Chấp hành Huyện đoàn Mộc Châu sẽ triển khai các cái hoạt động để nâng cao chất lượng 3 phong trào hành động cách mạng của thanh niên và 3 chương trình hành động đồng hành với thanh niên, trong đó chú trọng đến việc triển khai các công trình phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và gắn với việc thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tham gia đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Và trong đó thì chúng tôi sẽ chú trọng triển khai các công trình thanh niên như là công trình ánh sáng đường biên, công trình các cái công trình tuyến đường thanh niên tự quản sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn. Và thêm vào đó thì sẽ có những cái công trình sân chơi cho em, nâng bước em tới trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các nhà vệ sinh cho hộ nghèo theo định hướng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những đóng góp hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội, những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Mộc Châu thời gian qua đã khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Mộc Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trang cơ sở của huyện Mộc Châu hôm nay xin kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.